Ok, và hôm nay mình lại gặp lại anh em trong một cái video với một cái chủ đề rất hay, đó chính là những chiếc máy ảnh phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên mới bắt đầu đến với thú vui nhiếp ảnh. Với cái thời đại bây giờ thì cái việc mà những bạn học sinh, sinh viên đã có quá nhiều thú vui để lựa chọn, nhưng làm sao để chúng ta sẽ có một cái thú vui vừa mở ra được cho chúng ta một cái tương lai, vừa giúp chúng ta có thể có những thời gian, có những khoảnh khắc giúp giải trí trong cuộc sống, vừa giúp chúng ta có thể cảm nhận được những cái đẹp của cuộc sống, những cái thứ liên quan về nghệ thuật. Thì mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì cái việc chơi máy ảnh, về việc chúng ta học chụp ảnh, học quay video là một cái lựa chọn mà nó đầy đủ, hội tụ đủ các yếu tố, vừa có một chút nghệ thuật, vừa có một chút giải trí stress, giúp các bạn có thể kết nối với người khác qua những cái buổi đi chụp, qua những cái buổi offline, rồi thêm một chút nữa là chúng ta sẽ mở ra cả một cái tương lai. Ok, đến với intro và cùng Kiên Nguyễn tìm ra những bộ máy ảnh phù hợp với học sinh, sinh viên, với những người mới bắt đầu. Tại sao mà cái việc mà chơi máy ảnh cũng như là học về quay phim chụp ảnh lại phổ biến đến như hiện tại? Bởi vì chúng ta đã chuyển giao và chuyển sang thời đại 4.0, thì cái việc mà chúng ta giao tiếp trên các mạng xã hội, đặc biệt là thông qua hình thức là hình ảnh, bài viết, cùng với lại những cái đoạn video, đặc biệt là short video, video ngắn, đã cực kỳ phổ biến thông qua các mạng xã hội như là YouTube Short hoặc là TikTok. Và ngay cả bây giờ Facebook thì người ta cũng sẽ ưu tiên những cái đoạn video ngắn nhiều. Chính vì thế thì cái kỹ năng chụp ảnh này, chỉnh sửa ảnh, edit hình ảnh cũng như là quay và dựng phim, nó trở thành một cái kỹ năng mà không thể thiếu, giống như một cái kỹ năng thiết kế hồi trước này, hoặc giống như một cái kỹ năng về các việc bạn đã có khả năng sử dụng tiếng Anh. Thì mình nghĩ là với những bạn học sinh, sinh viên mà có thêm cái khả năng chụp ảnh cũng như là có thể khả năng làm video, các bạn sẽ hội nhập với một cái thế kỷ 21 này sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy chúng ta cùng đến xem là với một cái máy ảnh như thế nào thì sẽ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, và có nhất thiết là chúng ta cần phải có một chiếc máy ảnh không, hay là điện thoại cũng đủ rồi? Và một chiếc máy ảnh thì chúng ta nên đầu tư một chiếc rẻ thôi, hay là đầu tư một chiếc phải đắt tiền thì nó mới phục vụ cái thú vui, phục vụ công việc để chúng ta hội nhập được tương lai. Máy ảnh ở thời điểm hiện tại thì đã quá rẻ và có một cái giá thành rất là hợp lý với rất nhiều lựa chọn cho anh em. Đó cũng là một điểm lợi, nhưng đó cũng là một điểm dở, đó là có quá nhiều máy. Thì bây giờ mình nên bắt đầu với chiếc máy nào, của hãng sản xuất nào, và mình có cần đầu tư khoảng bao nhiêu tiền? Liệu 5 triệu đủ chưa hay phải 50 triệu thì mới đủ? Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Với những cái bạn mà chỉ có nhu cầu là đến với máy ảnh về để chúng ta chụp ảnh và là để chúng ta làm quen với những chiếc máy ảnh, thì điều quan trọng nhất là hãy chọn cho mình một bộ máy ảnh rẻ thôi, nhưng mà nó sẽ phải có những cái tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp một chút, chỉnh được khẩu độ, ISO, tốc độ, và chúng ta sẽ phải có một thân máy nó to to một xíu để chúng ta có thể thao tác một cách dễ dàng để bắt đầu đến với cái việc sử dụng máy ảnh và hiểu và nắm bắt được các thông số. Thì ở thời điểm hiện tại, cái máy DSLR đã có giá rất là hợp lý và có cái hệ ống cực kỳ đa dạng, giúp cho chúng ta có những cái lựa chọn thực sự là nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái lựa chọn khá là dễ dàng với một cái mức kinh phí tương đối rẻ. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với anh em một vài mẫu máy ảnh cơ bản, thì mình nghĩ là anh em sẽ rất dễ để bắt đầu. Ví dụ trên tay mình là một chiếc máy ảnh Canon 7D, hoặc là chúng ta sẽ có những chiếc như Canon 60D này. Thì những chiếc máy này thì cũng ra đời cũng tương đối lâu, chính vì vậy thì ở thời điểm hiện tại giá nó cũng khá là rẻ. Về mặt công nghệ thì những chiếc máy này ở mức ok, tức là không có quá nhiều cái công nghệ, bởi vì mới một mức đầu tư dưới 10 triệu thì những chiếc máy này chuyên dành cho việc chụp quá ok. Có rất là nhiều, 10 triệu ở đây là đã bao gồm ống kính anh em nhé. 10 triệu với một chiếc máy ảnh 7D, một chiếc 60D hoặc những cái dòng khác, ví dụ như là của Nikon, chúng ta sẽ có những mẫu như D7000, D7001, D7002, hoặc là với những bạn mà thích máy nhỏ gọn hơn một xíu thì chúng ta vẫn có những cái dòng DSLR, máy ảnh có gương lật nhưng mà nhỏ hơn, nhiều công nghệ hơn, ví dụ như 700D, 705D, hoặc là bên Nikon chúng ta có những mẫu D3004, 3005, hoặc là các dòng D5005, D5006, nó cũng rất là ok. Những chiếc máy này thì chuyên dành cho chụp. Cái việc thao tác cầm nắm của những chiếc máy này cực kỳ phù hợp. Nó sẽ bán cầm rất là chắc chắn. Dù chúng ta thao tác tốt, nó sẽ có thêm những cái màn hình phụ ở trên này, và sẽ giúp cho chúng ta có thể là nhìn các thông số trên này, hoặc nó sẽ có một cái view finder thật, giúp chúng ta có cả thông tin hiển thị trong này, và chúng ta qua một cái view thật thì giúp chúng ta cảm nhận hình ảnh và nét các thứ sẽ ok hơn. Nhưng mà mấy chiếc máy này thì có một đặc điểm là nó không phù hợp lắm với việc quay phim anh em ạ. Quay phim thì chúng ta sẽ lấy một số chiếc máy mirrorless hoặc là một số chiếc máy DSLR mà đời công nghệ mới một chút. Nhưng mà như vậy thì 10 triệu có thiếu không nhỉ? Nếu quan tâm tới việc quay video thì 10 triệu có thiếu không nhỉ?
không thiếu đâu các bạn ạ. Cũng sẽ có nhiều lựa chọn cho anh em, nhưng mà với cái mức mà đầu tư khoảng 10 cho đến 20 triệu thì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho. Đến với một vài dòng máy không gương lật, dòng MirrorLED mà dưới 10 triệu thì có khá là nhiều đại diện nổi bật. Đến đây thì mình sẽ giới thiệu một vài đại diện nổi bật nhất ở tầm giá dưới 10 triệu. Ở Canon chúng ta sẽ có những chiếc Canon như EOS M10, EOS M3, EOS M6. Thì đây là những chiếc máy khá là ok với tầm giá dưới 10 triệu. Công nghệ tương đối nhiều, hỗ trợ quay phim tốt, hỗ trợ chụp ảnh tốt. Một nhược điểm nhỏ của dòng EOS M này, nó là cái việc hệ ống kính của nó chưa có nhiều lựa chọn. Nhưng mà nó đã có ngàm chuyển để chúng ta có thể dùng được những cái ống kính ngàm EF. Về những cái chiếc máy này chi tiết thì mình đã có video trên kênh Kiên Nguyễn, thì có thể anh em sẽ xem thêm, và mình có sẽ để một vài đường link bên dưới nếu anh muốn tìm hiểu chi tiết về những chiếc máy như này. Bạn thiên về cái thiên hướng về làm phim và quay cho người khác hơn, không cần một chiếc máy ảnh có màn hình lật nhiều, thì bên Sony nó có một đại diện giúp chúng ta có khả năng vận hành lấy nét cực kỳ ngon, đó chính là chiếc Sony A6000. Sẽ rất phù hợp các bạn mà muốn bắt đầu với việc quay phim chuyên nghiệp một xíu, có những cái tính năng lấy nét chuyên nghiệp dành cho quay phim và cũng rất nhỏ gọn nhé, thì Sony A6000 là một lựa chọn phù hợp. A6000 với người mới tinh tình thì hơi khó một xíu ở cái việc mà làm màu. Cao cấp hơn một số dòng mình vừa giới thiệu thì chúng ta có rất nhiều đại diện. Đến một vài đại diện cơ bản chúng ta sẽ có, ví dụ như là Sony A6003, 6004, 6005, hoặc ngay cả như một chiếc máy vừa ra mắt, đó chính là chiếc máy Sony ZV-E10. Máy mới 100% kèm ống kít, giá vẫn chưa đến 20 triệu anh em ạ. Khá rẻ cho cái việc mà một thiết bị quay phim lên tới 4K, có khả năng chụp, khả năng quay, rất nhiều công nghệ ở thời điểm hiện tại gần như là đỉnh cao luôn á. Còn bên Fuji chúng ta cũng có cực kỳ nhiều dòng, ví dụ như XT20, XT30, XT3 thì bây giờ nó cũng đang sấp xỉ loanh quanh thân máy 20 triệu rồi. Giá máy ảnh ở thời điểm hiện tại thực sự rất rẻ. Đến với đại diện của Canon chúng ta có những chiếc như M50, Mark 1, Mark 2, M6, Mark 2 cũng rất là ổn cho cái việc mà tự quay vlog, tự chụp ảnh tự sướng, hoặc là làm những cái thước phim giúp cho anh em có thể đăng lên mạng xã hội. Chất lượng 4K luôn anh em nhé. Với tầm 20 triệu là chúng ta đã mua được khá nhiều thiết bị có khả năng quay Full HD lên tới 60 khung hình một giây hoặc lên tới 4K. Có những thiết bị nổi bật như ví dụ như dòng Sony A6003, nó còn quay được tận 120 khung hình một giây ở Full HD. Rất nhiều đại diện nổi bật. Vậy thì thường là anh em học sinh sinh viên có hỏi một câu là: vậy em mới bắt đầu thì em nên chọn một chiếc máy ảnh bình thường và một hệ ống kính ngon một chút, hay là em nên dành nhiều tiền để mua một chiếc máy ảnh ngon và kèm một chiếc ống kít thôi? Thì cái này nó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn trong tương lai của các bạn. Ví dụ như các bạn chỉ có một khoản tiền thấp một xíu, ví dụ như là dưới 10 triệu, thì mình khuyên là anh em nên bắt đầu với một chiếc ống kít và một chiếc máy ảnh ổn một chút, bởi vì sau mình có tiền thì cái việc mà mình mua thêm ống thì biết nó rất là dễ và đơn giản ở thời điểm hiện tại. Hoặc các bạn có thể nâng cấp từ chiếc ống kit lên một chiếc ống zoom đa dụng hơn, nhiều tính năng hơn, hoặc các bạn có thể mua thêm một chiếc ống fix, nó cũng rất là ổn. Còn với những cái bạn mà có kinh phí dôi dư một xíu và dành từ khoảng 10 cho đến 20 triệu thì có rất là nhiều lựa chọn. Ở đây anh em có thể sắm cho mình khoảng dành khoảng 70% tiền dành cho chiếc thân máy, còn lại khoảng 30% tiền là dành cho ống kính và phụ kiện. Còn với anh em mà muốn đầu tư một thiết bị dưới 20 triệu cho cái việc làm việc kiếm ra tiền luôn, ví dụ như là xây kênh TikTok, xây kênh YouTube để kiếm tiền luôn, hoặc là có thể là quay dựng thuê luôn, thì mình khuyên thật là anh em nên dành 50% tiền cho thân máy và 50% tiền cho ống kính. Như vậy nó sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp hơn cho anh em ở thời điểm hiện tại. Với cái việc là chúng ta mua một chiếc máy ảnh, một chiếc ống kính phục vụ cho cái việc đầu tiên là học tập, phục vụ cho cái việc là chúng ta trải nghiệm bước đầu, dần dần đến cái việc chúng ta sẽ dùng những thiết bị đó, dùng để tạo ra những thước phim, tạo ra những bức ảnh để giúp cho chúng ta có thêm về mặt kinh tế, giúp cho chúng ta sẽ hội nhập tốt hơn, tạo ra được những kênh thương hiệu cá nhân, hoặc tạo ra được những kênh thương hiệu giúp chúng ta có thể bán được hàng. Đấy là những cái bước đi chúng ta có thể đi trong một thời gian ngắn thôi. Như bên mình hiện tại ở máy cũ Hà Nội có rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt có những bạn rất là trẻ mới chỉ lớp 7, lớp 8 thôi mà đã có những cái kênh mạng xã hội lên tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi anh em nhé. Sẽ mang lại giá trị cho mọi người và giúp chúng ta có những thu nhập thông qua TikTok, thông qua YouTube hoặc thông qua Facebook. Có bạn chia sẻ là nhờ có máy ảnh thì trước đây em là một người rất nhút nhát, em mới hay ở nhà, nhưng mà vì có
nhờ có những chiếc máy ảnh về em làm những thước phim, những vlog rồi đã giao lưu được, tạo ra được những cộng đồng và sẽ giúp em có thêm nhiều mối quan hệ. Hoặc có những bạn khách bên mình học đại học thì nhờ có chiếc máy ảnh mà đã giúp cho bạn ấy đã có khả năng kết nối và đã có thêm được một cô người yêu rất là xinh. Có rất là nhiều trường hợp hơn nữa. Bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các cái dòng máy dưới 10 triệu này hay là dòng máy mà tầm 10 đến 20 triệu cho người mới bắt đầu chơi thì hoàn toàn có thể comment ngay phía bên dưới, đặt ra câu hỏi để bên mình có thể sản xuất ra những video trả lời chi tiết hỗ trợ bạn một cách tốt nhất. Các bạn hãy ấn dập lát nút like cho mình, sau đó thì chia sẻ những cái video này ra giúp mình. Nếu mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để nhận được những video sớm nhất. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Mình là Kiên đến từ Máy Cũ Hà Nội. Hẹn gặp lại anh em.